kem của con nhưng mà không ăn cơm thì hai đứa ăn gì? Khi nào ăn cơm rồi mẹ hôm nay đứa đi ăn, mẹ ăn cái khác chứ. Thế hai đứa chọn đi. Cho em một cánh gà không mật ong. Mở cái điện thoại đi để ăn. Dạ. Chắc cũng gà. Cái này là cái gì? 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 Chị có bảo gọi đâu. Phải gọi mỗi một cái thế nhỉ? Tại vì con sợ mọi người ăn no ấy, con không gọi. Ừ thế à? Thế ngon rồi. Thế ngon rồi. Đây là suốt cây. Suốt cây. Suốt cây cho một đĩa. Này, đĩa kia của hai đứa này. Này không ai chuyện gì, lau đi. Xin mẹ lau cho. Mẹ nhìn đây, mẹ tưởng được không? Không thế. Nào bây giờ hai đứa ăn món nào chứ? Món ăn cái này. Cái này nhìn lạ nhất ăn. Ui. Cái này. Dài hết đấy. Bẻ bằng tay nha. Ủa, nhanh thật. Nhanh thật. Ai ăn mình cánh này nè? Con ạ. Này cho. Con xin không, mẹ. Không, con nhiều rượu manh đấy. Mẹ ăn thử cái này chưa? Đang ăn nha. Mời chị. Cái kem này nó đầy luôn ấy. Nó đầy cả ốc muối luôn. Này. Mỡ ăn đi. Vâng ạ. Ăn cái mỡ hơi ngon. Rồi cho em thêm một chút nữa đi. Hai đi ngon. Phát từ giòn nhà bé bé. Này cho nó dễ ăn. Đây này còn trộn đều với nước sốt đây này. Trộn luôn với nước sốt. Anh giòn ăn đấy. Chị đang không ăn nhanh nhá, chị ăn hết em. Chị đang ngồi đếm ăn kem. Nhóm ăn kem cũng được. Hai mẹ con mình ăn hết. Thế ăn một cái kem thì thôi. Chỗ này chị lắm ấy. Em dừng cho khóc chay luôn nhá. Các mời mẹ em một chị. Cái bát chấm hay to, chấm thích rồi đấy. Hai đứa ăn thử cái món ra này. Tớ ăn chả cay nhỉ. Hết. Dạ. Cái chấm vào các viên vào rồi. Ngon tao mẹ nhỉ. Thế là ướt sốt nhưng nó không bị mềm mẹ.
giòn. Ngon đúng không? Còn dừa một viên thì ai ăn cả? Cho dừa cho các chị. Cho một lần. Không thể ăn, con sẽ ăn cái này. Một viên cắt đôi nha. Cho mỗi đứa một nửa. Để tranh nhau. Đó, một đứa đâu phải nhường nhau. Mà mẹ cắt kiểu lấy lạch thế. Thôi cho mẹ chị con mà nó có ăn cái này. Mày quá. Ăn nhỏ nhỏ. Khôn rồi. Mẹ ăn được nhiều thế chị. Cái này giòn. Mẹ ăn khoai tây cái không mai nó lắc lèo. Ngon. Ngon là hai mẹ nhỏ gọi là thịt mềm nhưng mà vỏ thì giòn. Ngon mà. Mình đang ăn mềm mềm này này, mình đang sợ giòn. Mẹ sợ không ăn. Nó không bị bờ bờ nhìn chả ngon đúng không? Thơm. Tớ ở đây giòn bình thường nên mỡ không nhai được. Ngon. Con này vừa đưa lên một phát cái ra là thơm. Thơm đúng không? Ừ. Ăn thì ngon. Thơm á. Không ai ăn mềm mềm đi nào. Rồi. Này cũng ngon này. Cần cắt nhỏ nhỏ. Cắt nhỏ. Đấy, đi. Yeah. Chơi ở đâu thế? Con đi lượn nha mẹ. Mẹ kiểu chiều con cho con đi ăn. Thôi con ăn nhiều rồi. Chị cho em đi với. Chị đi bạn chị em đi theo đi. À hình như chiều nay em học thêm. Mẹ cho không dành nữa. Em cố đi nào cho hết đi. Con ngon lắm mẹ. Không ăn một miếng hạnh.